Xin trân trọng kính chào quý khán thính giả đến với chương trình SBTN Morning với Đỗ Dũng và Mai Phi Long. SBTN Morning được phát hình trực tiếp từ miền Nam California trên hệ thống truyền hình của SBTN. Và thưa quý vị, hôm nay cuối tuần thứ 6, ngày 10 Tây tháng Giêng năm 2014. Xin chào anh Đỗ Dũng. Chào anh Mai Phi Long và kính chào khán giả SBTN. Chúng ta còn như vậy là đúng 3 tuần, 21 ngày nữa là chúng ta sẽ có Tết Giáp Ngọ. cũng trong bắt đầu không khí chuẩn bị Tết có rồi. Nói đến chuyện một người bị phe ta bắn nhầm hay không thì bây giờ đang cãi nhau, thưa quý vị. Tôi nghĩ không phải là bắn nhầm đâu mà là lạc đạn đúng không? Bởi phe ta bắn phe địch nhưng phe mà lạc đạn qua phe mình. Thưa quý vị, mấy ngày hôm nay giới chính trị của Hoa Kỳ ồn ào lên chuyện thống đốc tiểu bang New Jersey là ông Chris Christie. Lý do là, thưa quý vị, cái chuyện này xảy ra từ hồi tháng 9 nhưng mà bây giờ câu chuyện nó mới lòi ra. Đó là từ hồi tháng 9 là có cái tình trạng gọi là kẹt xe, mà gọi là kinh hoàng. Ngay cái cầu George Washington Bridge, cái con đường mà nối cái thành phố, cái hòn đảo Manhattan đi vào thành phố New York từ New Jersey, thì bị kẹt xe, gọi là kẹt xe kinh hoàng trong thời gian đó. Bây giờ mới lòi ra là cái vụ kẹt xe này là do dàn dựng. Người dàn dựng lại là một trong những cánh tay phải của ông Chris Christie, đó là cái bà Kelly, người bên tay trái màn ảnh mà quý vị đang thấy. Và cái người thừa hành cái việc này là cái ông Wildfire, là nằm ngay chính giữa. Ông này vừa mới được ông Chris Christie bổ nhiệm cái chức là giám đốc điều khiển cái Port Authority, là một cái cơ quan điều hành toàn bộ hệ thống giao thông của New York và miền Bắc của New Jersey, bao gồm các cầu, cảng, xe lửa, phi trường, tất cả mọi thứ giao thông vào đây. Thì cái bà mà Kelly này text cho ông kia một cái message là bây giờ đã đến lúc cho nó kẹt xe. Ông kia đánh một cái message ngược lại, got it, có nghĩa rằng là hiểu rồi, hay là tuân lệnh, whatever, chúng ta có thể nghĩ cái kiểu nào cũng được. Đây, time for some traffic problem at Fort Lee. Cái Fort Lee là, đây là ông thị trưởng của Fort Lee. Là Fort Lee là cái thành phố mà cái đường, cái cầu nó qua đầu tiên á, đi qua cái cầu. Đấy, thì bây giờ cái vấn đề đặt ra là dân ở đây thì ông thị trưởng này là không ủng hộ cho ông Christie trong cái cuộc tranh cử mà năm 2012 vừa qua. Thì đối với những người đây, có phải đây là một cái đòn gọi là trả thù vì cái tội này hay không? Và trong một cái message khác, người ta nhận được cái tin nhắn như thế này. Tôi nhìn mấy các đứa trẻ này, các đứa trẻ bị kẹt, thứ nhất nó không được đi học nhá, bị kẹt xe nhá, đủ thứ chuyện hết. Đi học trễ, quá tội nghiệp. Thì một cái message khác ngược lại, tụi này nó là con cháu của những người bỏ phiếu cho phe bên kia. That's the message. Và bây giờ ông Chris Christie ngày hôm qua, thưa quý vị, là phải lên tiếng rằng là tôi không hề biết cái chuyện này. Tôi không hề biết, tôi, những người mà làm việc cho tôi đã phản bội tôi. Và ông phải lên tiếng tìm cách xin lỗi cho ông thị trưởng. Nhưng mà cái chuyện xin lỗi ông thị trưởng cũng không có dễ dàng. Ông thị trưởng phản ứng ra sao anh Đội Dung? Trước khi đi qua ông thị trưởng, phải nói về cái phần ông Christie trước. Cái vấn đề ở đây là vì trước đây đó, người ta có đề cập chuyện này, thì ông Christie khẳng định là tôi và nhân viên của tôi hoàn toàn không dính trong chuyện này. À, cái đó là kẹt để khi nó lòi ra những email này thì bây giờ ông mới thấy là ôi chết cha, tôi lỡ nói mà bây giờ chính tôi bị đâm sau lưng. Thì ngày hôm qua khi ông xin lỗi đó, có bốn nhân vật phải ra đi. Thứ nhất là ông đuổi cô này, mà cô này là một người rất thân cận với ông. Cô này làm với ông từ cái ngày mà đầu tiên ông đi ra vận động ứng cử thống đốc tiểu bang New Jersey. Còn cái ông mà làm giám đốc cái cơ quan mà Port Authority là bạn học high school ngày xưa của Chris Christie. Nói chung toàn những người thân tính. Rồi cái là cho ông nó nghỉ luôn gì. Rồi cái ông mà giám đốc gọi là chương trình vận động tranh cử của ông Chris Christie đó, ông Chris Christie cũng cho đi chỗ khác chơi, nó tôi không chơi với ông nữa. Và một người khác nữa cũng trong nhân viên thân tín của ông Chris Christie mà được đề cập trong những cái email này, những ai có đề cập là ông Christie cho đi luôn. Như vậy tổng cộng ngày hôm qua là bốn người phải ra đi. Đó là cái message rất là mạnh mẽ ông Christie này, dứt khoát. Những người này đã nói dối tôi không chơi nữa. Bây giờ trở lại ông thị trưởng ở thành phố Mark Lee, thành phố Fort Lee, ông bảo là hey, khoan,
đừng có xin lỗi tôi, đừng gọi phone tôi nhá, đừng có đến cái thành phố của tôi để mà xin lỗi nhá, tôi không cần cái đó vào lúc này. Chuyện chưa hết đâu, nó còn nhiều thứ đằng sau, đợi điều tra xong rồi hắn xin lỗi nhá. Bây giờ người ông cần xin lỗi là ai? Ông gọi đến những gia đình, những em học sinh mà đi học trễ, gọi đến những cái gia đình, những bệnh nhân mà đi xe emergency, xe cứu thương bị kẹt ở cầu đó. Gọi đến những cái nhân viên trường học đó mà đứng phải đợi học sinh, sao giờ này chưa thấy đi học đó. Gọi đến những cảnh sát viên mà phải bảo vệ cái cầu này mà nghĩa là kẹt xe đó. Xin lỗi những người đó đi, phải làm khó quá anh. Ông rất là cương tối đa, nhưng mà ngày hôm qua thì sau khi gặp ông Christie, ông thị trưởng Mark Forkley thì có vẻ dịu giọng chút xíu. Và ok, tôi chấp nhận cái lời xin lỗi đó. Chuyện con người ta cái gì nó cũng có, là đâu đâu là cũng có những cái chuyện mà tôi tin rằng là ông này bị là nhân viên mình nó qua mặt. Thì coi như xong chuyện của ông thị trưởng Forkley. Bây giờ mới đâm đằng sau thằng. Bây giờ là cái chuyện địa phương là xong. Có thể nói là Christie ngày hôm qua đã thành công những cái chuyện gọi là giải độc ở cái nội bộ ở tiểu bang New Jersey của mình. Bởi ông là cái người được rất nhiều người trọng vọng. Cả Dân Chủ, Cộng Hòa, Independent đều cái là thích ông. Và đó là lý do tại sao ông thắng cử cách dễ dàng. Và năm 2016 ông có thể ra là ứng cử Tổng thống cho Đảng Cộng Hòa. Và hiện nay ông là Chủ tịch Hiệp hội các Thống đốc Cộng Hòa của Mỹ. Đó. Rồi xong chuyện địa phương. Bây giờ chuyện Washington, chuyện liên bang mới kẹt. Thì ngày hôm qua nhân vụ này thì bắt đầu đã có một số người lên tiếng gọi là oánh nhẹ nhẹ. Người đầu tiên là Thượng nghị sĩ Rand Paul của tiểu bang Kentucky, người Cộng Hòa, đúng không? Là Tea Party vào. Vụ này là tôi không thể tin được là ông không biết. Tôi không cần biết là ai, không biết là ai email cho ai, ai nói gì với ai. Mỗi lần mà tôi đi xe mà bị kẹt ở cầu hay ở đâu đó, tôi luôn luôn hỏi trong đầu, ai làm chuyện này mà tôi bị kẹt ở đây? Ông đổ dầu thêm vào lửa, ông kia, ông thị trưởng mà Forkley ở New Jersey Dân Chủ á, không đổ thừa, đổ nước vào lửa. Ông này Cộng Hòa đổ nước vô, đổ dầu vào lửa cho ông Cộng Hòa này. Thượng nghị sĩ Lindsey Graham của tiểu bang South Carolina, một nhân vật rất powerful ở thượng viện, ngày hôm qua nói sao không? Cái này đó, tôi nói cho quý vị nghe, tôi không tin là không có chuyện. Bởi vì cái này nó phải trở thành cái văn hóa trong văn phòng đó. Phải có làm nhiều lần hoặc là phải có đâu đó hiểu ngầm với nhau, nhân viên mới dám làm. Mà bà này là phó chánh văn phòng cho ông Christie, nhân vật thân cận nhé. Chứ còn trong văn phòng tôi đó là tôi rất nói rõ ràng là nhân viên tôi không được làm chuyện đó, không được làm những cái chuyện như thế này. Họ không dám nghĩ trong đầu, nó làm cái là đi liền, không có nói năng nhé. Tại sao đây dám làm dù không có lệnh của ông thống đốc, dù không ông thống đốc không nói rồi, tại sao dám làm? Điều này có nghĩa là họ phải hiểu cái ý ông dặn cho ông thống đốc. Và chắc cũng có làm như là đó là ông Lindsey Graham nói một cái này kẹt đó. Bởi vì thưa quý vị tại sao biết không? Và ông Lindsey Graham bảo là ông Christie có thể gặp khó khăn trong cái cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Cộng Hòa năm 2016 đây. Bởi vì sao? South Carolina là tiểu bang thứ 3 sau New Hampshire và Iowa là cái nơi sẽ có cái gọi là bầu primary của Đảng Cộng Hòa cũng như Đảng Dân Chủ, và rất quan trọng. Ai mà thắng South Carolina là cũng ngon lắm. Mà ông Lindsey Graham đại diện South Carolina thôi, chưa gì là ông đã chặn đường ông này rồi. Thì đây là cái chuyện theo làm thống đốc là khổ lắm. Nếu mà không có nghĩ đến chuyện làm ứng cử tổng thống thì nó ok. Tiểu bang tôi thấy care được. Nhưng mà bây giờ liên bang làm sao đây? Cái tội của ông Christie thưa quý vị là vì ông popular. Ông được lòng nhiều người. Vâng. Đối với các cuộc thăm dò gần đây nhất thưa quý vị, giữa các ứng cử viên mà Cộng Hòa mà gọi là sáng giá, thì ông Christie sáng giá nhất. Và ngay cả một cuộc thăm dò khác cho thấy nếu mà Chris Christie mà đấu với bà Hillary Clinton, Chris Christie cờ mày thắng luôn. Vâng. Và đó là lý do mà ông bị hai ông Rand Paul và ông Lindsey Graham này tấn công. Nhưng mà trong cái chuyện này thì chúng ta lại thấy một cái chuyện khác nữa. Ông Rand Paul thì chúng ta quá dễ hiểu. Đúng. Vì cái gọi là tham vọng trở thành tổng thống của ông ta nó lộ ra từ lâu lắm rồi. Nhưng mà bây giờ ông Lindsey Graham này, chúng tôi không biết khi ông nói này ông có ý đồ đó hay không. Hay ông, là ông chỉ đại diện cho ông đại diện cho các phe bảo thủ. Phe bảo thủ bởi vì ông cho rằng, ông nghĩ rằng là ông Christie quá gọi là cấp tiến, một người Đảng Cộng Hòa cấp tiến chứ không có bảo thủ giống như ông hoặc những người khác. Và chúng ta cũng biết là trong cái thời gian vừa rồi sau cái vụ thắng cử của ông Obama là ông Christie đã bị bên Cộng Hòa họ khó chịu. Qua cái vụ bão Sandy là tự nhiên ông đi ra ông credit cho ông Obama, và đó là một trong lý do mà sợ ông Obama thắng ông Mitt Romney. Rồi ngay sau đó là một cái cuộc họp mà đặc biệt của Đảng Cộng Hòa toàn quốc mà để mà gọi là một cuộc người ta gọi là thi hoa hậu chuẩn ứng cử viên cho năm 2016, họ không mời Christie, họ không mời. Và một số người giúp Đảng Cộng Hòa là họ nói thằng ông này không có bảo thủ như chúng tôi. Đó. Chứ thế nhưng mà làm tổng thống, ứng cử tổng thống thì
thường thường nếu mà anh bảo thủ quá anh cũng chết, mà anh cấp tiến anh cũng chết, anh phải trung dung để lấy được khối cử tri ở giữa nó mới lớn lên đấy. Và chính cái đó là cái mà một số người bảo thủ Đảng Cộng Hòa bây giờ người ta đang lo ngại. Thành ra tôi không biết là vừa rồi cái ông Robert Gates cũng người Cộng Hòa mà ông viết cái cuốn hồi ký, ông chê ông Obama và ông Joe Biden mà lại khen bà Clinton thì không biết là có cái ý gì hay không. Đó, tôi bảo đảm quý vị là trong bất kỳ cái gì mấy ông này ông viết ra, ông nói đều có cái ý trong đó hết. Đó. Nhiều mà, hứa hẹn, nhiều chuyện sổ đổi. Trong cái chuyện, anh Dũng có thấy rằng là trong cái chuyện mà các ứng cử viên mà trung dung như thế nào hoặc là bảo thủ như thế nào, thì hiện tại bây giờ Cộng Hòa rất là kẹt. Quý vị cũng để ý rằng là ông trong cái vụ tranh cử với Obama vừa qua, ông Mitt Romney được thường được coi là người không bảo thủ đủ. Vâng. Đó là một lý do mà đúng người ta phía Cộng Hòa có thể nói rằng vì không bảo thủ đủ cho nên ông bị thua. Đó. Bây giờ thế ông Christine đang sáng giá như thế này cũng không bảo thủ đủ luôn. Mà nếu mà... Ô kẹt quá anh Dũng. Đó, ông này là không được bảo thủ đủ á, thì không được cái đảng nó ủng hộ. Không bảo thủ đủ cũng không thắng. Không thắng trong cái đảng của mình. Cũng như bên Dân Chủ vậy, anh không cấp tiến đủ thì không thắng được trong cái đảng anh, thì anh thắng được bên kia. Đó. Thì ngược lại bên Cộng Hòa cũng bị nhớ. Thành ra là kẹt lắm. Nằm ở giữa hay là nằm hẳn một bên, hay nằm ở giữa cái một bên và nằm ở giữa cái giữa, cái đó khó vô cùng, không phải chuyện đơn giản. Và đây là những cái bài toán mà không có con số chính xác, không có kết quả chính xác, chỉ sau khi bầu cử mới biết thôi. Thì nói chung là tội cho ông Chris Christie đó. Ngay lúc này là vì cái sự nổi tiếng đổ mồ hôi quá nhiều, quá nhiều. quên hôm qua ông nói trong cuộc báo mà tôi đã có những đêm không ngủ vì chuyện này ha. Và người ta đọc được cái chuyện ông này nó thật. Ông Christie ông được cái là người ta tin. Mà cái dân New Jersey mà tin ông thì là cánh bảo thủ là không thích. Dân New Jersey là dân cấp tiến. Dân cấp tiến. À, một anh thống đốc Cộng Hòa trong một tiểu bang cấp tiến thì nó có nhiều vấn đề lắm. Thưa anh.